Sao? Con Nga nó nói chuyện với con sao? Nó nói để nó coi sắp xếp rồi nó về. Lần nào con điện mà nó không nói là nó bận bịu, nó phải sắp xếp. Cái con nhỏ đó bây giờ tệ quá. Má, chắc cô Út rồi con sẽ về thôi mà má. Tại công việc bận thôi mà má. Hồi trước má cứ nghĩ lúc đau ốm thì có con gái, con dâu chăm sóc lúc tuổi già. Má không ngờ cuối cùng cái người chăm sóc má lại là con Diệu. Má nghĩ lại, má hối hận. Phải chỉ hồi đó má đừng có nghĩ tới cái chuyện môn đăng hộ đối. Má cho tụi con cưới nhau thì giờ này gia đình hạnh phúc, con cái đều huề. Lỗi là lỗi của má. Cái hồi con Diệu nó mới vô làm á, trong lòng má cũng còn chút nghi ngờ. Má nghi nó chỉ giả bộ này nọ để mà kiếm chuyện vô được cái nhà này thôi. Nhưng thời gian qua tiếp xúc nó, má mới thấy nó thật lòng là một người tốt, là một người nhân hậu. Bây giờ nếu như mà con với con Diệu mà muốn tiến tới với nhau, má không cản đâu. Má, con với Diệu thiệt tình không có gì đâu má. Con còn giấu má nữa. Má biết con thương con Diệu, chứ không thì làm gì mà tìm người làm hơn nửa năm mà tìm không được. Mấy người thằng Phúc tìm thì con chê hết cái này tới cái kia, con đâu có chịu nhận đâu. Đúng không? Ừ, dạ. Tại rút kinh nghiệm mấy người lần trước cho nên con mới tìm kỹ như vậy thôi. Với lại thực sự mấy người thằng Phúc giới thiệu cũng đâu có so bị được với Diệu đâu má. Thì đúng rồi, má cũng nhận ra cái điều đó. Nhưng mà con cũng muốn con Diệu ở nhà mình hoài, đúng không? Dạ, thật lòng. Từ ngày Diệu về nhà mình làm, con thấy rất ấm áp trong lòng. Nhà cửa, con cái, đến từng bữa cơm, Diệu đều để phần cho con. Con cũng muốn bắt đầu lại từ đầu với Diệu, cho tụi nhỏ có một mái ấm đàng hoàng. Có lẽ Diệu còn e ngại với tụi nhỏ, với lại sợ thằng An buồn cho nên mới từ chối con. Nhưng Diệu không nhận lời cũng được, con chỉ mong ước được như bây giờ thôi là con vui rồi má. Trễ rồi, má nghỉ ngơi đi má.